Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp công dân định kỳ theo hình thức trực tiếp, đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã nơi có công dân kiến nghị đề xuất. Cùng tiếp công dân có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương. Tại buổi tiếp dân, nội dung mà công dân trực tiếp phản ánh kiến nghị tập trung chủ yếu như kiến nghị bồi thường liên quan đến giá đất, vị trí đất dự án đường 100m bắc qua sông Như Ý, cấp đất tái định cư, giải quyết chế độ chính sách cho người có công, tranh chấp lấn chiếm đất, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua cả ý kiến phản ánh kiến nghị tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn những nội dung phản ánh kiến nghị nêu trên của cả công dân. Đồng thời ghi nhận một số ý kiến kiến nghị và tiếp nhận các đơn của công dân trực tiếp gửi tại buổi tiếp dân để giao các sở ngành tham mưu đề xuất hoặc chỉ đạo lãnh đạo cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan liên quan xử lý giải quyết theo thẩm quyền trong thời hạn pháp luật quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu lãnh đạo, cán bộ các ban ngành địa phương nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại. Trong quá trình giải quyết khiếu nại kiến nghị, phản ánh của người dân, bên cạnh việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các địa phương đơn vị tham mưu cũng phải xem xét tính toán làm sao để đảm bảo được tính nhân văn, thuyết phục, không để người dân bị thiệt thòi.